Nhưng có hai chị đang khắc lên cái ngôi bia của mộ, mặc dù là rất là cổ nhưng mà họ đang khắc, các bạn nhìn thấy không? Mình quay một chút. Họ làm cái công việc này là công việc rất là thiện cho nên là họ cũng không sợ gì hết. Đây có một anh bạn này khắc trên bia mộ.